Làm gì tới muộn vậy? Nay tới mày chợt có lên lâu bạn đi kìa. Gì trời? Long, lên lâu bạn cho Linh đi. Từ bây giờ đừng lôi tao vào với nó nữa. Bọn tao chia tay rồi. Gì? Ê mày ơi! Con này! Tụi mày im chưa? Trời ơi! Trời ơi! Đủ rồi đây!